Như vậy thì việc du học chuyển tiếp có những ưu điểm gì mà khiến cho các bạn học sinh lại quan tâm đến như vậy ạ? Khi các bạn đã từng là du học sinh ở Singapore thì các bạn đã quen với cuộc sống tự lập và các bạn được tham gia các chương trình ngoại khóa, nên là các bạn không còn bỡ ngỡ khi mà mình mới tới một đất nước mới, cũng như là cái cảm giác lần đầu tiên xa nhà. Và một vấn đề cũng quan trọng đó là nếu như bạn đã từng đi du học ở Singapore rồi thì sau này ví dụ như bạn về bạn muốn xin visa đi Mỹ, Úc chẳng hạn thì cũng sẽ là dễ dàng hơn, tại vì nó là chứng minh được là cái quá trình học tập của bạn là liên tục và cái mục đích đi du học của bạn là rõ ràng, nên là điều này sẽ khiến lãnh sự là sẽ dễ dàng cấp visa cho bạn hơn.